hot mới về cho mọi người, hai thùng collagen lựu nail cell. Đây là mẫu mới nhất của nail cell là có bổ sung collagen và C. Một chai như này là 473ml, uống trong vòng khoảng 1 tháng, hơn 1 tháng, 1 tháng 10 ngày. Một ngày mình sẽ uống 15ml, tương đương với một nắp này, một nắp chai này. Đây là lựu nail cell mẫu mới nhất, đã shop về được 2 thùng. Hàng hot bữa giờ, hôm nay mới về lại.